đời chị đã trở nên bất diệt với những huyền thoại mãi khắc sâu trong trái tim mỗi con người đất Việt. Chị là Võ Thị Sáu, người con gái đất đỏ anh hùng. Chị tên thật là Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1933 tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Lớn lên trong cảnh đất nước nhà tan, nhân dân lầm than, chính chị đã chứng kiến cảnh giặc Pháp và bọn Việt Giang bán nước hà hiếp giết chóc đồng bào, tàn phá quê hương thân yêu của mình. Nói xong, chị Sáu bắt đầu hát bài Tiến Quân Ca và hô